Chào mọi người nha. Nhớ cái món chân gà hấp hành ngon lắm. Mày vô làm thử thử coi. Em làm thử cái món chân gà hấp hành làm thử nghe nó ngon nhưng mà chưa biết bao giờ. Nay mình làm thử coi thử. Mọi người ủng hộ kênh mình nha. Đây là trứng gà rửa sạch nè, đây là hành tây, hành lá, bơ, muối ớt. Chờ đợi cho nó chân gà nó hấp. Mình sẽ xắt hành tây lót ở dưới. Lót một lớp màn tây dưới không cần đổ nước.
say mắt quá. Một cái lớp hành lá bỏ lên trên, đậy luôn lại và cho lên bếp nha. Bây giờ là cái đệ chính. Bây giờ tôi nói á, bà kêu là mày dựng chuyện, mày kiếm chuyện với tao. Tại sao hồi bữa tám phượng đó sao, tại sao nó không nói? Mày bây giờ mày nói, em có phải mày kiếm chuyện mày ra chuyện với tao không? Im để em không nói là em tôn trọng mày anh. Oh. Thơm gà. Cơm đi anh. Anh ăn đi được. Mấy người không nói, bây giờ tôi nói á, bà kêu là mày dựng chuyện, mày kiếm chuyện với tao. Tại sao hồi bữa tám phượng đó sao, tại sao nó không nói? Mày bây giờ mày nói, em có phải mày kiếm chuyện mày ra chuyện với tao không? Im để em không nói là em tôn trọng mày. Về mà không gì nhà mà nó cũng có được đâu. Ngon nè. Vô. Khen mình. Ăn cũng tầm tạm. Có không? Không. Lại.